thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nhìn như là sao, với lại đầu trọc anh em mình nhìn ngầu lắm, có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đàn hát hò đâu, cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng trời ơi cầm guitar hát ính ỏi trong nhà. Con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con, ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực, con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực. Trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi ạ. 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Phúc Thần ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con nhỏ lắm. Con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và gặp có nhau. Ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm, thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia, thì con thấy ông xã con đang là đứng top đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhà hàng, thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Dạ. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, cũng thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà có thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm mày sao, với lại đầu trọc anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó. Thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con. Tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ơi, vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi nhưng cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện là cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng. Dạ, tại vì sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận hơn sâu. Trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Và sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó, vì một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác, là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ, thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp làm thay cho con những chuyện đó, chăm sóc. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất chứ. Là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có, thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho
qua nhà này kia chứ đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo bia sản phẩm rất là nhiều là nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con thấy trời ơi, xong vợ con bảo sau mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình lại là một người rất thành công và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của mình Trang có sợ không? Có ngại không? Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ á, má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi, gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói ôi con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác, tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình nhá cô. Simba mà nó giống y chang Tuân. Ừ. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á. Lúc nó còn nhỏ đó, hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Dạ, cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái điều thích đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con mà gọi là chọc cho con phát ghen lên đó mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xong thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em, bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng, đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc đó, có nghĩa là rất là nhiều trò. Thế em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó, đúng rồi, là chân thành đó. Ok, đây là người phụ nữ mà chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó, dạ, ghê chứ đúng không? Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Là... Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nó nghe nè nghe. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Thế ông chuẩn chạc. Trang nói có anh. Có mà khui đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đà hát hò đâu. Cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng trời ơi cầm guitar hát ín ỏi trong nhà, giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở hát hò vô thang máy. Âm thanh hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuân? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Hát hò. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta?
Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nha anh, nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc, tức là tật khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực, nó sẽ cho năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán, nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Đây, nó nghe nè anh suy nghĩ, cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Mà luôn luôn là bị như là là đang nói xong cái ổng sửa lưng hả? Dạ. Đó, là khó chịu đúng không? Hoài khó chịu. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn không? Ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế, không có hở hang hay là khoe da khoe thịt, đại khái là như vậy. À, nhà sĩ chắc là lãng mạn lắm chị. Tại vì ông không lãng mạn. Không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia, nhưng mà không hề. Lãng nhất hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết hết. Ngày nào cũng là ngày vui. Thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok, mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi luôn đi. Xong xuất hiện lại khỏi. Trời ơi, bắt bà hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều, nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Ừ đó, con vợ con còn có cái tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chữ đó. Thật ra thì đặc tính thì phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa hay thôi, nghe những chưa cái xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu đâu mà là tật chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc, ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là: "Chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh." Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là: "Bình thường mà em đàn ông đi tiếp khách mà." Xong về mới nói lại với con là: "Anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh." Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi. Đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi, bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là gọi là không phải là đại chúng đâu nha. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Đúng nhưng rồi. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con đúng không? Đúng không? Thì nội ấy ối đủ cả đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn. Kệ, không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin: "Trời ơi mình nhớ chồng mình quá" là "Trời ơi mình nhớ chồng mình quá" là quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, kiểu vậy đó. Và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là
ở cái lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy hả? Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội luôn? Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Hả? Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. À, huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Em biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì. À, đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, đó, chị, khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? À lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là đã anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Chứ lúc còn đó... nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối rồi, giờ cái gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà đó. Em gặp anh này lần đầu tiên á, nói chung là chị biết trong cuộc đời em là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng ngoài kia. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ở tình anh này rồi. Còn Hoàng Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn là cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười. Mình lịch sự mà. Xong hết cái giải đó, thì bắt đầu là khi mà về á, thì mẹ của bà xã em á, thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á, là người ta về là ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết thì chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi, là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại thì có một tấm hình, thì ô mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây
thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà dạ, tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 42 kg hà. 42. Khoa Hoàng Anh, anh em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, anh ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á? Em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải. Thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện đúng thoại không? Luôn. Rồi nó nghe là sao, đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Nhưng sao em? Cô ơi, hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian. Đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là hả chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ông cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ. Thuyết phục đó. Tấn công vô bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô, đốc vô. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua mà gọi là ta gọi là dạ, hỏi. Xe mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xe mắt thôi. Thì qua xe mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ. Mẹ. Mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi là đám ra mắt đó rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi. Là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em sao em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi hỏi chi nữa. Hỏi tức là em không, không có hơi lại. Mẹ có tâm sự với em là mẹ thấy thương và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta thương người ta rồi ở thời gian là chịu không nổi rồi lại bỏ rồi bất công là kim lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con nhưng mà gặp cô gái này là mẹ rồi. thương cô gái này liền và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ, nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không, rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi có nắm tay rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như vô mình. Thì mình nghĩ mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường em cũng ngồi ở đó, thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái. Trời cha ơi. Hung con vậy đó. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì ngủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ, nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, mình sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó khi người ta gặp em người ta cái chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Chở vô chỗ rồi xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi trời, em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời lý, cái trục cả cảnh anh ấy thấy phải trục cả anh nghĩ sao vậy trời ơi. Em nói em rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu, cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha, đổ xong xăng rồi em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em ta vàng vấn đề là tuột lên nữa rồi thì tuột lên nữa phải kéo từ ở dưới cái chỗ này là cái yên là yên là phải chùi đó, đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha, xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong tạm vàng.
nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cử luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết chưa. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Giật lên giật xuống. Trời ơi, làm biến, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn á. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có, vậy em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha, đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, bốn đứa con gái, nhà có bốn đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Còn nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Di chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á, là sau này á, thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng cái ổng trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hôn trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba má có giận không? Ba má có giận không? Ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà làm cho con người ta có chữa mà mày không biết rồi. Mày bị quấn bơm đầu bơm cổ sống không? Quấn chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó, rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói vậy. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mừng ăn sao Lý? Sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì. Không, ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không, tím sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi paragame á. Dạ. Nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Rồi giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xào quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái điều tân hôn của ông lắm. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quá. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xà quăng không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quan biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn á.
Mà nhậu rồi là cũng không được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai, cái đêm đầu giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Vậy bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí, xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có không, em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà hung đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, như mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình. Là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh nói không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học, là anh có hung bạn đó. Đó trời đất ơi, 14 tuổi rồi. Là bắt chỉ có trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, bởi vì mới ngán cho tới giờ luôn. Có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á, là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Ai nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân. Nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó, em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xà quần, thì cứ xà quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xà quần gút gột xong cái xà quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời ơi, gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì em mới hỏi vợ em, nói ủa cái này cái gì thế ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, đúng rồi, người tiết, gái tiết chinh. Thì nó thì đó giờ mình không có biết cái này chứ ông mà biết cái thời điểm đó
cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều nên mình cũng ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài nhớ cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai đứa mấy đứa chưa? Là... Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc em mới hỏi bà chị em. Ừ. Bà hỏi chị ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy đó vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là anh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ nhưng mà anh nói không. Đó là ý là anh tạo cho em, mình một cái đúng cảm rồi, giác là... cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng là luôn luôn nói chuyện á là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn rồi. Là đang nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện, em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng như em nói thôi ha, chứ dạ. Có định đứa thứ ba. Không, tôi nếu mà đi. Thật sự mà hai muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa rồi. Em rất là thích. Thôi hai. À, không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thôi không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa rồi khó khăn đủ lắm, đủ lắm sức khỏe nữa. Tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không? Hả? Hồi nãy giờ toàn là nghe giờ... kể chuyện, toàn là đẹp không bây à? Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh đúng rồi, anh Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ, cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Phái ôm vậy đó. Phái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái ba ngủ mà. Xong rồi có khi nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm bắt chồng mình ôm dễ thương. Ôm quá chị em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ không lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quýu em chưa? Không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái hơn. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á? Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ sáng anh nói em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em để lên cổ anh xong rồi. Anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè?
Với thêm cái nữa là con nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy à, là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó... mà mệt rồi là ngáy ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á. Ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè, thì hay shopping đã... bừa bộn nè, mượn đó. Shopping không, bừa bộn nhà. Còn một nè. Cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá ngoài làm cự á. Khó là ăn sao? Á hả? Nghe chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn không thích ăn, cá. Thích ăn cá. Phải ăn thịt thôi à. À. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu ông quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy thôi ăn mình đánh đi. Ủa anh đã anh biết mà không ăn cá mà anh mua vậy thôi, anh chạy cho anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cau nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá đó. Là cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không, hỏi có điệu không vậy, có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy. Mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng là tật xấu của chồng. Tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Đó là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chuyện gì làm biến. Ngoại trừ xong cái đó em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang đó. Điểm chị làm biến khủng, mặt có đẹp lắm đó. Chị làm em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ làm điều đó. Là nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được ấy ha, là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang điểm. Đó nên là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xúc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi. Là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái, uống cà phê ngồi đợi. Ông phái mà, ông phái á chị. Ông phái á. Ê hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ui sao nó đúng vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi em bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt đó nghe. Đúng, chính xác. Rồi trời ơi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm. À. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất cái đầu tiên á là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi, không phải dễ sợ không hỏi chứ. Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó, làm gì vậy anh? Lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Hiểu không? Chứ còn ghen là không. Ấy không, anh đi dạy anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị.
ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết, thì mình bảo là nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à cái cương vậy ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình, còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè, bây giờ tật xấu của anh nè, đó tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mong muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Ít nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó là xong. Ảnh đi ngang hay nghịch đụng dai chân, nói chung bất cứ vậy đó đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhéo không vậy? Trước khi thằng tôi muốn cái mang mê cái vú cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong, về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỏi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ, cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nghe, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái làm vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con ơi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn nó cứng. Trời, hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chị ghen vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Hay sao cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng đâu. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa. Không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ đúng không? Rồi. Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra, em áp dụng với cái này. Thì đó giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ông bớt áp lực. Em cũng bớt áp lực. Cái là ông sẽ nói thì nhiều đúng không? Không có nghĩa là vậy nè. Ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm nằm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hại chồng khỏi bị móc. Dễ chính xác là cái đó đúng, đó, đúng nó đó. Mới hoài luôn hả? Không áp lực là làm được đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị. Sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị móc là lý do mình cầm nằm nhiều quá. Ổng bị áp lực. Không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng á, bị cục hứng đó. Nghe. Là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có thể là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó.
nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương á. Đó. Thấy không? Con mắm đâu là dính liền á anh. Con lý điệu này nè. Đó. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Bữa nay chăn mắm đó. Đi. Bữa nay chăn mắm đi. Đó. Đó, nghe. Rồi, cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Dạ. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha. May mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn anh chị.